Thưa quý thính giả của Thời báo Media, đây là mục Thời sự Thế giới cho ngày thứ Tư 14 tháng 10 năm 2020. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, chúng tôi mới đề cập đến một vấn đề là trích ngừa cúm có thể ngăn được lây nhiễm COVID-19. Thưa quý thính giả, hàng năm khi mùa cúm đến thì chính quyền các nước như là nước Anh cũng như chính quyền nước Canada đều cung cấp việc trích ngừa cúm miễn phí cho ngư dân. Những năm trước, số người trích ngừa cúm ở Canada cũng như ở các nước khác không có nhiều. Người ta không coi trọng vấn đề trích ngừa. Cho dù hàng năm cũng có hàng ngàn người chết vì dịch cúm, nhất là những người lớn tuổi và những người có bệnh mãn tính. Mùa cúm năm nay lại về, nhưng mà số người muốn trích ngừa đã tăng vọt. Tại Canada, ở nhiều dược phòng phải mướn thêm dược sĩ như là ở thành phố Ottawa để có thể trích ngừa cho số khách hàng gia tăng. Cho dù thế, nhiều người vẫn phải xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ mới đến lượt. Chúng ta biết là mùa trích ngừa dịch cúm ở Canada bắt đầu từ khoảng giữa tháng 10, tức là ngay bây giờ bắt đầu. Các giới chức y tế trên thế giới cũng đã bày tỏ những lo ngại là các bệnh viện sẽ không có đủ chỗ. Khi mùa cúm đến thì có những người bị COVID-19 và đồng thời bị luôn có những người bị cúm nữa thì sẽ không đủ chỗ. Tiên đoán là sẽ có nhiều người trích ngừa trong năm nay. Chính quyền liên bang Canada đã mua 13 triệu liều thuốc chủng ngừa cúm so với con số 11.3 triệu trong năm trước. Tuy nhiên, nếu mà dân số Canada có khoảng 35 triệu người thì cùng quyết định đi trích ngừa thì số thuốc chủng này sẽ không đủ. Nhưng mà chúng ta biết là các tỉnh bang, chính quyền các tỉnh bang cũng mua thêm một số liều thuốc chủng khác, như là chính quyền của tỉnh bang Ontario mua thêm 5 triệu liều thuốc chủng. Cho nên có những khuyến cáo là chúng ta nên đi trích ngừa càng sớm càng tốt để tránh tình trạng thiếu hụt. Một lý do quan trọng khác mà chúng ta nên trích ngừa là thứ nhất là để tránh lây nhiễm bệnh cúm và bệnh COVID-19 cùng một lúc. Mà nếu bị lây nhiễm hai cái cùng một lúc thì rất là nguy hiểm và trầm trọng. Một cách khác nữa là những nhà khảo cứu khoa học mới đây đã có những khảo cứu cho thấy là việc trích ngừa cúm có thể ngăn được sự hoành hành của COVID-19. Theo những kết quả của các cuộc khảo cứu y khoa thì việc trích ngừa cúm sẽ gia tăng hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể, chống lại không những vi trùng virus bệnh cúm mà còn cả những con COVID-19, và giảm số tử vong lên đến 1/3 số bệnh nhân so với những người mà không trích ngừa cúm. Kết quả của hai cuộc khảo cứu ở Ba Tây và Ý Đại Lợi trên 100.000 bệnh nhân thì những bệnh nhân có trích ngừa cúm hàng năm khi bị nhiễm COVID-19 sẽ giảm nguy cơ phải vào bệnh viện và không cần phải vào phòng cấp cứu hay phải ngửi ống trợ thở. Các nhà khảo cứu của hai trường đại học Milan ở Ý Đại Lợi và Sao Paulo ở Ba Tây đã dựa vào những kết quả vừa công bố lên tiếng thúc giục chính quyền các quốc gia trên thế giới cho trích ngừa cúm càng nhiều càng tốt và càng sớm càng tốt để làm giảm những nguy cơ của người ta bị cả hai loại dịch. Các nhà khảo cứu cũng nói rằng trích ngừa cúm là cách hữu hiệu nhất ngăn ngừa bị nhiễm COVID-19 trong thời gian này. Hiện nay hàng trăm các phòng thí nghiệm, các công ty dược phẩm đang nỗ lực tìm kiếm thuốc chủng ngừa COVID-19. Mà theo những việc mà tìm kiếm thuốc chủng ngừa thì kéo dài cả năm trời, mà người ta hy vọng là đến cuối năm nay, nhưng mà các loại thuốc chủng này vẫn chưa có thể là có hiệu. Trong khi trên thế giới tính đến ngày hôm nay 14 tháng 10 có đến trên 38 triệu người nhiễm và trên 1 triệu người chết. Và như vậy chúng ta chẳng cần tìm kiếm đâu xa, càng mất thời gian tính. Nếu muốn ngăn ngừa bệnh COVID-19 thì nên đi trích ngừa cúm, thì vừa ngăn ngừa được bệnh cúm và thứ nhì nữa là ngăn ngừa được COVID-19. Đồng thời, theo những kết quả kinh nghiệm ở Úc Đại Lợi đang diễn ra, chúng ta biết là ở Úc Đại Lợi là biết phía Nam bán cầu thì mùa đông đã diễn ra trong khi mùa hè ở bên Bắc bán cầu chúng ta, thì dựa vào những dữ kiện ở Úc Đại Lợi cho thấy là số người bị nhiễm bệnh cúm trong năm nay đã không có nhiều.
Và như thế chúng ta biết là vì phòng ngừa bằng cách là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội đã giúp cho những người ta không ở bên Úc Đại Lợi không có nhiều người bệnh cúm. Và đó là một niềm hy vọng là mùa cúm năm nay chúng ta sẽ không có nhiều người bệnh cúm nếu chúng ta biết giữ các điều luật là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội. Thưa quý thính giả của thời báo Media, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thời sự Thế giới kỳ này ở đây và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong mục Thời sự Thế giới kỳ sau.